Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Sức Khỏe Tự Nhiên xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi Sức Khỏe Tự Nhiên. Trong chương trình hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu hai nội dung chính sau đây. 1. Khỏi hẳn ung thư, thọ trăm tuổi nhờ hai bát cháo, hai loại rau, ba cốc nước mỗi ngày. 2. Cụ ông thọ 108 tuổi nhờ bón bí quyết tiêu diệt tế bào ung thư. Sau đây là nội dung đầu tiên. Khỏi hẳn ung thư, thọ trăm tuổi nhờ hai bát cháo, hai loại rau, ba cốc nước mỗi ngày. Với hầu hết chúng ta, bệnh ung thư giống như một bản án tử treo lơ lửng. Đến nay, thế giới vẫn chưa tìm ra giải pháp nào để chữa trị hiệu quả và triệt để bệnh ung thư. Thế nhưng có một bà cụ tên là Tống Liên tại Trung Quốc. Dù mắc bệnh ung thư nhưng vẫn sống khỏe mạnh, thọ trên trăm tuổi nhờ vào cách ăn uống quy củ với những thực phẩm lành mạnh cho sức khỏe. Ngay bây giờ, hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu bí quyết giúp bà cụ này sống thọ khỏe mạnh dù mắc căn bệnh ung thư. Căn bệnh khiến những nền y học hiện đại tiên tiến nhất cũng phải bó tay. Bà Tống Liên cho biết, để sống khỏe với căn bệnh ung thư vú, bà đặc biệt chú trọng bổ sung hai loại cháo, hai loại rau và hai loại nước sau vào chế độ ăn uống của mình. Ai muốn sống thọ khỏe mạnh thì hãy ghi nhớ và thực hiện mỗi ngày. Loại cháo số 1, cháo yến mạch. Bữa sáng của bà Tống Liên không thể thiếu một bát cháo. Một trong những món cháo bà thường xuyên ăn vào bữa sáng là cháo yến mạch nấu với sữa đậu nành. Cháo yến mạch được sử dụng phổ biến nhất giúp giảm cholesterol và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Cơ chế hoạt động của nó có thể được hiểu như sau. Yến mạch có thể giúp giảm cholesterol và lượng đường trong máu, đồng thời kiểm soát được cảm giác thèm ăn bằng cách tạo ra cảm giác no cho người bệnh. Cháo yến mạch sẽ tác động và ngăn chặn sự hấp thụ từ ruột các chất có nguy cơ gây bệnh tim, cholesterol cao và bệnh đái tháo đường. Kết hợp cùng sữa đậu nành có tác dụng ngăn ngừa loãng xương, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư vô cùng hiệu quả. Loại cháo số 2, cháo táo tàu. Táo tàu hay táo đỏ vốn là loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng, được ưa chuộng, sử dụng để bồi bổ cho cơ thể. Bởi thế, bữa sáng thường xuyên của cụ Tống Liên không thể thiếu loại cháo này. Táo đỏ giúp chống viêm, ngăn chặn ung thư, kích thích hệ miễn dịch, chống nhiễm trùng, bảo vệ gan, chống oxy hóa và bảo vệ đường tiêu hóa. Ăn cháo táo đỏ cải thiện giấc ngủ cho những người mất ngủ kinh niên và giúp cải thiện chức năng não. Phenolic chứa trong chiết xuất của táo đỏ làm tăng hoạt động chống oxy hóa. Các enzyme chống oxy hóa hoạt động nhanh hơn các tế bào gốc tự do. Từ đó nên mới ngăn được sự phát triển của mầm bệnh ung thư. Một số nghiên cứu cho thấy oxy hóa của táo đỏ chống viêm nên hạn chế được ung thư vú, ung thư ruột kết và kể cả tình trạng lão hóa da. Oxy hóa không phải là yếu tố duy nhất trong việc ngăn ngừa ung thư, mà bên cạnh đó còn kết hợp với các dưỡng chất như vitamin A, vitamin B, vitamin C và hàm lượng magie cung cấp giúp cho cơ thể có được hệ miễn dịch tốt hơn, ngăn chặn sự xâm hại của các thành phần xấu. Ngoài hai loại cháo nêu trên, bữa ăn của cụ bà này cũng rất thường xuyên sử dụng hai loại rau sau đây. Số 1. Rau cần tây. Cụ Liên cho biết, rau cần tây là món ăn yêu thích của mình khi cụ thường xuyên kết hợp cần tây cùng nhiều món ăn khác. Chất chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ các mạch máu, tế bào và các cơ quan trong cơ thể khỏi bị tổn thương do quá trình oxy hóa. Trong rau cần tây có chứa nhiều vitamin C, flavonoid và beta-carotene. Nghiên cứu cho thấy loại rau này cung cấp ít nhất 12 chất chống oxy hóa, bổ sung chỉ với một thân cây, giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư hiệu quả. Ngoài ra, nó cũng là một nguồn cung cấp các hợp chất thực vật lành mạnh,
có tác dụng giảm viêm hiệu quả trong đường tiêu hóa, tế bào, mạch máu cùng các cơ quan khác của cơ thể. Cụ còn thường xuyên dùng loại rau này vì nó giúp bổ sung cho cơ thể một lượng lớn các loại vitamin A, C, K cùng với các khoáng chất như folate và kali. Ngoài ra, nó cũng có hàm lượng natri và chỉ số đường huyết thấp. Điều này giúp cho việc tiêu thụ rau cần tây trở nên lành mạnh hơn và không làm ảnh hưởng quá nhiều đến lượng đường trong máu. Số 2. Rau chân vịt. Rau chân vịt còn được gọi là rau pina, chính là vua trong các loại rau vì rất giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Đó chính là lý do cụ Tống Liên ăn rất nhiều loại rau này trong quá trình bị bệnh. Tương tự như cần tây, rau chân vịt chứa nhiều dinh dưỡng xanh cùng với các chất chống oxy hóa tốt cho cơ thể. Nhờ đó mà một số hội chứng như ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi, ung thư gan có thể được hạn chế tối đa. Theo một số nghiên cứu gần đây cũng đã chứng minh được tác dụng phòng chống ung thư của cải bó xôi khi ăn vào cơ thể. Khi ăn vào cơ thể, dinh dưỡng trong rau không chịu ảnh hưởng của một loại axit amin xuất hiện khi nấu nhiệt độ cao, nhờ đó mà nguy cơ ung thư giảm đáng kể. Ngoài ra, hàm lượng kali trong rau chân vịt khá dồi dào, có thể trung hòa muối trong cơ thể, nhờ vậy mà nguy cơ tăng huyết áp cũng được hạn chế tối đa. Thêm vào đó, folate trong thành phần của rau có thể giúp thư giãn cơ thể, giúp giảm áp lực lên thành mạch. Khí huyết lưu thông khiến chỉ số huyết áp cơ thể được giữ ổn định. Bên cạnh hai loại rau, không thể không kể đến hai loại nước cụ Liên uống hàng ngày, đóng góp đáng kể trong thời gian điều trị bệnh. Loại nước số 1, trà xanh. Trà xanh đã quá nổi tiếng với công dụng chống ung thư của mình, giống như nhiều người cao tuổi khác. Cụ Liên có thói quen uống một cốc trà xanh vào buổi sáng, không bỏ ngày nào. Chẳng những giúp cơ thể tỉnh táo sảng khoái mà còn giúp ích cho quá trình điều trị bệnh ung thư. Trà xanh có chất chống oxy hóa mạnh, có thể bảo vệ cơ thể chống lại bệnh ung thư. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người uống trà xanh có nguy cơ mắc các loại ung thư thấp hơn như ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư đại trực tràng. Các nghiên cứu cho thấy trà xanh có thể cải thiện một số nguy cơ chính gây ra bệnh tim và đột quỵ, bao gồm cải thiện mức cholesterol toàn phần và mức cholesterol LDL xấu. Trà xanh cũng làm tăng khả năng chống oxy hóa của máu, giúp bảo vệ các phần tử LDL khỏi quá trình oxy hóa, một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh tim. Loại nước số 2, rượu vang đỏ. Uống trà xanh vào buổi sáng, còn vào buổi tối, cụ Liên sẽ uống một lượng nhỏ rượu vang trước khi đi ngủ. Một nguyên nhân rất lớn khiến cụ khỏe mạnh, sống thọ, dù mắc bệnh ung thư. Rượu vang đỏ được lây men từ quả nho. Nho là loại trái cây giàu chất chống oxy hóa, bao gồm resveratrol, catechin, epocatechin và proanthocyanin. Những chất chống oxy hóa đặc biệt này có thể làm giảm sự phá hủy cũng như quá trình oxy hóa trong cơ thể. Bên cạnh đó, chúng cũng có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim và ung thư. Resveratrol được tìm thấy trong vỏ nho có tác dụng như là một phản ứng đối với quá trình oxy hóa. Chất chống oxy hóa này đã được liên kết với nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm chống viêm, đông máu, cũng như giảm nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư. Vì vậy, resveratrol còn có tác dụng kéo dài tuổi thọ, ngoài việc bổ sung những thực phẩm nêu trên. Cụ Liên còn nghiêm khắc tuân thủ nguyên tắc ăn uống bao gồm chỉ ăn no 70% và ăn tối trước 7 giờ tối. Nhờ đó, cụ duy trì sức khỏe tốt và có tuổi thọ cao dù mắc căn bệnh hiểm nghèo. Xin chuyển sang nội dung tiếp theo. Cụ ông sống thọ 108 tuổi nhờ 4 bí quyết tiêu diệt tế bào ung thư. Ngoài cụ Liên, có một trường hợp đặc biệt khác cũng sống thọ khỏe mạnh dù mắc bệnh ung thư. Cụ ông này được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan năm 50 tuổi.
Tuy nhiên, cụ sống thọ đến khi 108 tuổi và rất khỏe mạnh, không bị bệnh tật hành hạ. Con cháu cụ cho biết, để có được tuổi thọ kéo dài và khỏe mạnh, cụ đã áp dụng 4 nguyên tắc sau trong ăn uống và sinh hoạt hàng ngày. Nguyên tắc số 1. Uống nhiều nước. Nguyên tắc đầu tiên cụ ông này áp dụng chính là bổ sung đủ nước cho cơ thể. Cơ thể chúng ta chiếm tới 70% là nước, đóng góp một vai trò quan trọng trong toàn bộ hoạt động của cơ thể. Buổi sáng khi thức dậy, ông đều uống một ly nước ấm. Buổi tối trước khi đi ngủ một tiếng cũng vậy. Những thời điểm khác trong ngày, ông đều đặn bổ sung nước, không để cơ thể thiếu nước hay thấy khát mới uống nước. Nhờ vậy, quá trình đào thải độc tố diễn ra mạnh mẽ, bệnh tật cũng từ đấy mà tiêu tan. Mỗi chúng ta đều nên áp dụng cách uống nước này để có được cơ thể khỏe mạnh. Lượng nước mỗi người cần là khác nhau tùy theo trọng lượng cơ thể, dao động từ 1,8 đến 2,5 lít nước mỗi ngày. Nguyên tắc số 2. Ăn trứng đúng cách. Trứng vốn là loại thực phẩm bổ dưỡng cho cơ thể, cung cấp protein và chất béo tốt. Tuy nhiên, vì có chứa một lượng cholesterol nhất định, nên bệnh nhân mắc bệnh về gan khá e ngại ăn trứng. Từ nay các bạn hãy dẹp bỏ suy nghĩ đó, vì nếu ăn trứng đúng cách như cụ ông kể trên còn có lợi cho gan. Thông qua quá trình xử lý chất béo và cholesterol trong trứng, gan cũng được thải độc, ngăn ngừa gan nhiễm mỡ và trở nên khỏe mạnh hơn. Mỗi tuần của ông này thường ăn 2 quả trứng gà, thời điểm ăn là vào buổi sáng. Nhờ vậy, dù mắc ung thư gan, nhưng sức khỏe cụ vẫn luôn rất tốt. Nguyên tắc số 3. Bổ sung dưa chuột thường xuyên. Bữa ăn của ông thường xuyên có sự góp mặt của dưa chuột, có thể là ăn sống hoặc làm nộm dưa chuột cho lạ miệng. Đây có lẽ là bí quyết giúp cụ ông này sống trường thọ và khỏe mạnh. Ngoài cung cấp nước cho cơ thể, chất chống oxy hóa trong dưa chuột có tác dụng phòng ngừa và làm chậm tình trạng tổn thương tế bào do stress oxy hóa gây ra bởi các gốc tự do. Stress oxy hóa có thể dẫn đến các tình trạng mãn tính như ung thư, bệnh tim mạch, tiểu đường, bệnh Alzheimer, thoái hóa điểm vàng. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất chống oxy hóa có thể đảo ngược hoặc ngăn chặn các ảnh hưởng của stress oxy hóa. Đó là lý do bạn nên ăn các loại trái cây và rau quả có nhiều chất chống oxy hóa, tiêu biểu là dưa chuột. Ăn dưa chuột và uống nước dưa chuột giúp cung cấp lượng vitamin C, beta-carotene, mangan, molybdenum và các chất chống oxy hóa và flavonoid dồi dào cho cơ thể. Một số nghiên cứu cho thấy dưa chuột có thể giúp cơ thể chống lại bệnh ung thư. Ngoài các chất chống oxy hóa, dưa chuột còn có các hợp chất cucurbitacin và nhóm chất dinh dưỡng ligan có thể bảo vệ cơ thể khỏi ung thư. Nguyên tắc số 4. Đều đặn ăn cà rốt. Nguyên tắc cuối cùng của ông này áp dụng để có được cơ thể khỏe mạnh là đều đặn ăn cà rốt mỗi ngày. Vốn nổi tiếng cho đôi mắt, nhưng cà rốt còn chứa nhiều công dụng hơn thế. Chất chống oxy hóa trong cà rốt đã được chứng minh có khả năng tiêu diệt các gốc tự do có hại cho cơ thể, nhờ đó làm giảm nguy cơ bị ung thư. Hai loại chất chống oxy hóa chính trong cà rốt là carotenoid có trong cà rốt màu cam, vàng và anthocyanin có trong cà rốt màu đỏ và tím. Vitamin C trong cà rốt giúp cơ thể tạo ra các kháng thể bảo vệ hệ miễn dịch, đồng thời tiếp nhận và sử dụng sắt cũng như ngăn ngừa nhiễm trùng. Vitamin C còn góp phần sản xuất collagen, thành phần chính của mô liên kết, rất cần thiết để chữa lành vết thương và giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Tuổi thọ có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố tự nhiên, nhưng sức khỏe của chúng ta lại được quyết định chính nhờ thói quen ăn uống và sinh hoạt mỗi ngày. Chính vì vậy, các bạn hãy chăm chỉ áp dụng những nguyên tắc nêu trên để sống trường thọ và khỏe mạnh. Các bạn thân mến, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại buổi chia sẻ ngày hôm nay. Xin chúc quý vị thật nhiều niềm vui và sức khỏe.
Kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.